Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay kinhhome.vn sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu bếp khè ga công nghiệp của thương hiệu Lofa. Thì cái thương hiệu Lofa này á, nó cũng trực thuộc của công ty Bluta phân phối nha mọi người, với cái mã số là LR5A2.T. Bây giờ mình sẽ đo cái cán của cái bếp khè này trước, và đây là dòng cán trung. Như các bạn thấy trên video thì cái cán này nó có chiều dài là 27cm, tính từ đầu cán cho đến tới vị trí của cái núm đánh lửa. Rồi bây giờ mình sẽ đo tổng chiều dài của cái bếp khè. Tổng chiều dài của cái bếp khè là 57cm nha. Mọi người nhìn thấy trên hình nó không đến 57, nhưng mà mình đo, mình nhìn thực tế nó là 57cm á. Rồi, bây giờ mình sẽ đo cái đế. Đường kính của cái đế là 32cm. Bây giờ mình đo cái mâm nè. Rồi, cái mâm chia lửa là 12,5cm. Và bây giờ mình đánh lửa nha. Mình lên lửa thử cho mọi người xem nha. Đánh lửa bằng magneto. Rồi, mọi người thấy ha. Rồi, em tăng giảm một chút. Đó, đây là tăng lên nè, rồi giảm xuống nè. Thì như các bạn thấy trên hình thì cái bếp khè này nó có cái bộ chia lửa hai vòng lửa, vòng lửa nhỏ và vòng lửa lớn. Đó, thì bếp sẽ khè lửa lên như vậy, tăng lên. Rồi, ok, tắt. Rồi, đánh lửa lại một lần nữa. Rồi, ok. Rồi, tắt. Rồi. Thì cái cụm mâm chia lửa, cái đế và đến hết cái cán tới đây, khi mà tới vị trí bơm ga vào thì toàn bộ phần này là nó được làm từ gan nha mọi người. Rất là chắc chắn, độ dày rất là cao. Và phía trên thì nó sẽ ốp một bề mặt kim loại để che đi cái đường ống dẫn ga bên dưới nè. Và đây là bộ đánh lửa Mengato. Rồi, các bạn lưu ý là khi mà mình xài bếp khè á, thì mình phải có cái van cao áp nha. Thì ở đây mình có hai cái dòng van, là dòng van của Namilut và dòng van của Bluta. Thì theo đánh giá của mình là hai dòng này á, thì dòng nào chất lượng cũng ổn hết á. Tuy nhiên thì cái thương hiệu Namilut thì nó là một cái thương hiệu xét về góc độ thì nó là cao cấp hơn một chút, cho nên giá thành nó cũng cao hơn ha. Rồi, và các bạn lưu ý là trong cái bếp khè á, thì nó sẽ không có trang bị sẵn cho mình cái van cao áp đâu, nên là các bạn phải mua riêng nha. Một số khách hàng khi mà gọi đến kinhhome thì cũng hơi thắc mắc ở chỗ là tại sao cái bếp khè nó sẽ không có sẵn van. Nếu đơn vị nào mà họ bán bếp mà kèm luôn cái van, hoặc là những cái dòng bếp mà có kèm luôn van á, thì cái giá thành của cái bếp nó sẽ tăng lên một chút ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp các bạn ở video sau của kinhhome nha.